bạn, ngày hôm nay ngày 22 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Và đây cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong nước trước khi toàn đội di chuyển sang Hàn Quốc để có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày. Hiện tại, tuyển Việt Nam mới chỉ tập trung 30 cầu thủ sơ bộ để chuẩn bị cho AFF Cup, tên gọi mới là ASEAN Cup 2024. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi những cái tên từng góp mặt kể từ khi ông cầm quân từ tháng 6 đến nay như Tiến Linh, Tuấn Hải, Quang Hải, Nguyễn Philip, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Đình Bắc. Bên cạnh đó, hai tân binh là Trần Bảo Toàn và Doãn Ngọc Tân cũng nhận được nhiều sự chú ý. Danh sách này sẽ được bổ sung các cầu thủ Nam Định sau khi đội bóng Thành Nam thi đấu xong ở cúp C2 châu Á. Nhiều người hy vọng Nguyễn Xuân Son sẽ được triệu tập, mang đến làn gió mới cho tuyển Việt Nam, tăng cường sức mạnh hàng công để hiện thực hóa mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2024. Linh nghĩ là Son là một cầu thủ rất chất lượng trong những năm trở lại đây của bóng đá Việt Nam. Nhưng mà Son luôn đang cho thấy một cái phong độ tốt ở V-League, và việc được triệu tập Son thì Linh nghĩ đó cũng là một tín hiệu tốt dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việc đặt mục tiêu vào trận chung kết đây không phải là mục tiêu, mà đó là nhiệm vụ của những cầu thủ khi mà được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia và được thi đấu ở đấu trường AFF Cup. Thì Linh nghĩ là mỗi cầu thủ đều cho mình một cái sự chuẩn bị cũng như là một tinh thần thật tốt, một thể trạng thật tốt để có thể hoàn thành được cái mục tiêu của bản thân cũng như là mục tiêu của toàn đội. Và Linh nghĩ là trong mục tiêu năm nay cũng không có gì là quá khó khăn đối với toàn đội, khi mà toàn đội đang cho thấy những ngày đầu tiên khi mà tập trung đã cho thấy cái tinh thần thoải mái cũng như là một sự tập trung rất là cao. Dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang-sik thì em cũng đã có xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, thì em cảm thấy cái vị trí mà phù hợp với em nhất là vị trí tiền vệ giữa. Ngoài điểm mạnh về nhiệt tình thì em còn có một cái điểm mạnh nữa là đọc được tình huống trong trận đấu, để làm sao mình phù hợp với cả cái thế trận và cái đối phương, làm sao mình cố gắng thi đấu tốt nhất nữa. Rạng sáng ngày 23 tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 10 ngày ở Hàn Quốc và có 3 trận đấu giao hữu với các đội bóng hạng 3 quốc gia này để chuẩn bị cho AFF Cup 2024.